vốn là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có thổ công, sông có hà bá. Còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, được cất lên trong lời ru của bao người mẹ trẻ, bên vành nôi cánh võng của những ngôi sao tí hon thơm nồng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách bảo ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông. Nỗi buồn trên áng mây bông, những điều dữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vương tất lòng. Lòng mẹ bao lạ như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm chạm tà soi bóng. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đù mặt hồ. Lời ru man mác em như sao diều giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ yên vui sương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn. Cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đù mặt, lời ru man mác êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ, một sương hai nắng cho bạc mái đầu. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chuyện miên. Nguyện nhị thập ngũ nhật hướng thời mệnh chung
Quyền chữ hướng lý phẳng nhân tâm hoàn toàn khổ lục dục sớm tan không có nhân gian sinh tử xa lìa nơi an là hoang sinh tử tại ao thất vọng thành tơi tâm ma đại diệu liên nhẹ quang tiêu giao quán ở thế chi kim đồng hàng bồ tát thanh tâm làm vạn nữ thần thân hàng bốn nơi cõi tịnh nghiệp duyên trần không vương mạnh may trên đài sen chi phẩm nở hoa chư phật phong hào quang trụ khí nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiến dẫn đạo sư a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiến dẫn đạo sư a di đà phật đáng cứu liên đại tiểu giao thần thế tịnh vực nghiệp tạ trần cáo liên khai kiểu phẩm chi hoa phật độ nhân sinh chi kim vãng sinh chân ngôn cần đương chỉ động và nhân thiên nghiệp chân tâm và tam sinh tịnh độ là đa ni nam mô a di đà phật giáo an di nị đô bà tỳ an di nị đa tát tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca nam bê an di nị đa tỳ ca nam đa tà di nị đa tà đa chỉ đa ta lệ sa và na nam mô an di đa bà dạ đa địa già ta an di nị đô bà tỳ an di nị đa tát tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca nam bê an di nị đa tỳ ca nam đa tà di nị đa tà đa chỉ đa ta lệ sa và na nam mô an di đa bà dạ đa địa giả tha an di nị đô bà tỳ an di nị đa tân tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca na đê an di nị đa tỳ ca na ma đa di nị đa đa ba di đa tha lệ sa và na nam mô an di đa phật dạ đa địa giả tha an di nị đô bà tỳ an di nị đa tân tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca na đê an di nị đa tỳ ca na ma đa di nị đa đa ba di đa tha lệ sa và na nam mô an di đa phật dạ an di nị đô bà tỳ an di nị đa tân tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca man đê an di nị đa tỳ ca man đa đà di nị đà đà ba di đa ta lệ sa bà ha nam mô an di đa bà đà đà ta đà đà đạm an di nị đô bà tỳ an di nị đa tân tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca man đê an di nị đa tỳ ca man đa đà di nị đà đà ba di đa ta lệ sa bà ha nam mô an di đa bà đạm đa địa giả tha an di nị đô bà tỳ an di nị đa tân tam bà tỳ an di nị đa tỳ ca nam đê an di nị đa đà di nị đà đà ba di đa ta lệ sa bà ha liên chỉ hải hộ di đà thiên lai quang âm thế chi đoạn biên đại thiên dân tượng kim giai đại thiện hoàng khai phổ nguyện đi trần ái nam mô bồ tát ma ha tát ma mô liên chỉ hộ tượng phật bồ tát ma ha tát bồ tát ma ha tát ma mô xin tịnh độ bồ tát ma ha tát ma mô xin tịnh độ ma mô xin tịnh độ bồ tát ma ha tát tụng kinh trợ địa công đức tụ tăng hạnh công viên tam phô sai hồi hướng phổ nguyện trợ bệ chư chúng sinh thống văn vô lượng quang còn sai thập phương tam thế bồ tát ma ha tát ma ha bán nhã ba na mật tứ xin kiểu hữu động tăng hoan tặng nguyện bôn ba tạng tam đồ cộng nhập tỷ tôn tính hải đạo vô sa và thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tử phổ sư hoàng thượng thích ca mâu ni phật tạng mô sa và thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tử phổ nhân thiên giáo chủ thiên mai cơ hóa thân thích ca mâu ni phật tạng mô sa và thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tử phổ và sư hoàng thượng thích ca mâu ni phật tự quy y phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy y pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh thống thi tại chúng nhân thiên vô ngại hòa an thánh trung nguyện chỉ thử công đức phổ cập ư nhân thiên giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Thân như Phật không lấy tục chi của người đời để cho nên cổ vũ với đại chúng như là Phật.
mẹ tôi. Mẹ tôi quý tôi yêu. Mẹ tôi đã khổ trăm triệu nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời, ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan. Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị thánh nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều là mẹ vui, khi thất bại là mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông, giặc giã tứ thời đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ. Thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đây xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì, mà chỉ là bà cụ nhà quê đầu trần chân đất, người mẹ quê mùa đã trải bao nỗi bất hạnh của cuộc đời. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm sương phong phanh nhau vải, tường đất mái tranh nơi quê nghèo tân ra chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo mà tứ mùa phải ăn khoai. Con cua cái ốc, rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời quần tắm kế, mang sành cơm gói moa cao, áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa một lần được đi xem hội, chỉ bồng con nghe vọng tiếng hát đèo văng vẳng lạc bên rộn rã hò reo. Mẹ chỉ ôm con rồi thở dài thõng thở, có ai thấu cho cảnh vách thưa nhà giọt, có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ của xa xưa. Mưa cứ xối xả vách thưa nhà giọt, mẹ nghiêng tấm lưng trần ấp ủ một đàn con. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại. Mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a. Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà, cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Quà mẹ tôi mua chỉ là tấm bánh đa vừng nhỏ nhất. Cạnh đông con bẻ nhỏ dễ tia, chúng tôi đứng đợi mẹ về mà luôn nao trong tuần. Thấy con người đùa vui náo nức, mẹ nghẹn ngào rồi dắt con đi. Cả đời mẹ tôi chẳng thích đi xa, cả đời mẹ tôi chẳng biết trốn nhà ga bến tàu, cả đời quen với đồng sâu, cả đời chỉ sắc áo nâu mặt mà, cả đời nón thách áo cưa, cả đời tắm nắng hội mưa cả đời. Thế là mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi ra đi đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành
người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ, làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Oh,
ni nghỉ sắc cái thần vào đinh đinh luyện tiết kim tinh trạng trừ mộc và khi vu luyện à hình nhà ni ở vong hồn an cư quyết thuộc an ninh cấp 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 Bye.
theo phong tục cổ truyền của người dân Đô Lương, đạo Phật ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Theo phong tục của người Việt Nam ta, trong toàn bộ nghi lễ viếng tiễn người quá cố, giờ khâm niệm nhập quan được coi là những giây phút đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân đang ở thế giới hữu hình, là một cơ thể bằng xương bằng thịt như tất cả mọi người, sẽ bước sang một thế giới mới xa cách hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai thi cốt người thân sẽ tan hòa về nơi cát bụi hoang sơ. Có lẽ vì vậy mà lúc này đây ai cũng muốn có mặt để được nhìn ngắm dung mạo thân thương của mẹ, của bà, của cô, của bác thân yêu lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy là mẹ đã đi thật rồi mẹ ơi, cơn giông đã lặng, đất trời đã yên. Mẹ sao đã vội quy tiên, để cho bao khúc ruột mềm quặn đau. Mẹ ơi, mẹ vội đi đâu, chúng con chưa kịp nói câu dã từ. Mẹ đã khuất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn mẹ đang ở nơi nào mẹ ơi? Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây mẹ mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn? Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu thương khóc người. Khi con cháu và
thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột tà máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đại hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình, tình nghĩa thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Mẹ ơi, mẹ có thấy chăng, cháu con khăn trắng hang đầu, trong nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ vàng hoàng, nghĩa ân cố mẫu ngập tràn lòng con. Xung quanh linh cữu mẹ lúc này là hàng chục thân nhân cùng con cháu, mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ, những đôi mắt lệ trào chắc mặt nỗi lìa xa. Mẹ ơi, nhìn mẹ đi khuất con xót xa trong dạ, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Lạy mẹ, nhìn lại mẹ ơi, hương hoa kính cẩn dâng người hôm nay, lòng thành kính xin mẹ nhận lấy. Vâng lời mẹ thường dạy cháu con, hiếu trung hai chữ vẹn tròn, để mẹ yên giấc mây ngàn thiên thu. Mẹ ơi, hình bóng mẹ từ nay đã khuất, lòng con càng thảm thiết xót xa. Từ nay mẹ đã đi xa, từ nay con mãi mất mẹ trên đời. Đau lòng con lắm mẹ ơi. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, bà sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, bà đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Bà biết quan tâm đến mọi người, nên bà được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Đối với con, cháu xa gần, gái trai, dâu rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin bà 250 quy tòng thiên tổ, bà con đối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm mong không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết
biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về bình thường, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao không hẹn nào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn công sinh
thành, con nghĩ quặn lòng đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, chờ vơ đưa giữa trường đời gió lộng. Dòng sông chờ đời con trôi lờ lững, như bèo mây trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêng thiêng trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong vòng tay chiều mến. Mảnh hồn con âm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không thấy được tình yêu của mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Con như mẹ suốt canh trường khắc khoải, ơn dưỡng dục mẹ ơi sao kể xiết. Công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau, nhớ thu nào chạy dân bát cơn đầy. Tình nghĩa nặng mẹ ơi sao đáp được, phương trời này con ngậm ngùi lệ rơi. Đức cụ lão muốn một trà chưa xong, Đức cụ lão muốn một trà chưa xong. Thương nhớ bà cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Bà ơi, người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sống khuya, nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại
cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Vâng, lời mẹ dạy chúng con xin ghi lòng ta. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải biết siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nền nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Về trước linh vị bà thắp nén tâm hương, ai nấy đều xúc động cảm thương. Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu nhớ thương. Ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình cố mẫu muôn phương một màu.
có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà, cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được. Do đó nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Đã là người, ai cũng có ông bà, cha mẹ. Đó là những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Cây có cội, người có tông, ai ai cũng có cha mẹ, quê hương, anh em, bạn bè để nhớ nhung. Dù phải hy sinh cả tính mạng, dù phải đêm hôm làm lụng vất vả, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, ăn đói mặc rét, cũng luôn cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con. Không bao giờ cha mẹ toan tính hơn thiệt với những đứa con thân yêu do chính mình đẻ ra. Do đó chúng ta, những người làm con, làm cháu, phải luôn biết ơn, kính trọng, để không được làm điều xấu, để trở thành người tốt. Đó là sự đền đáp với cha mẹ. Chúng ta được hưởng hơi ấm của cha, sữa nóng của mẹ, được nuôi sống từ dòng sữa của mẹ, được cha truyền cho ý chí và nghị lực để đi vào cuộc đời, được mẹ dạy cho lòng yêu thương và cẩn mẫn với cuộc đời. Cha đã bao dung và che chở cho các con trưởng thành. Mẹ tuy sức yếu tay mềm, nhưng luôn yêu thương chiều chuộng, ân cần, lo lắng suốt đời vì các con. Mẹ suốt đời sẵn sàng chịu đựng và hy sinh mọi thứ để cho các con được an vui. Vì các con mà mẹ phải gian nan vất vả cả cuộc đời. Cha luôn vất vả sớm tối, chỉ mong mang về manh áo manh cơm cho các con. Cha có thể phải vượt qua bao suối, lội qua bao nhiêu đèo, dù khó khăn vất vả, nhưng nếu các con được học hành, cho con có niềm vui, nụ cười, thì cha vẫn vượt qua. Mẹ chúng tôi đã phải 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm bồng ẵm, chăm sóc lo lắng cho anh chị em chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mừng vui khi các con bình an vô sự, thấp thỏm lo âu khi các con có đứa ốm đau. Vì ngày mai tươi sáng của các con, mẹ đã phải vượt qua bao gian nan, buôn bán tảo tần, đi ngược về xuôi, đi sớm về tối, dãi dầm mưa nắng, bôn ba khắp nẻo đường đời. Công ơn cha mẹ chúng tôi ví như biển rộng trời cao, dù có nói gì cũng không thể nào nói hết được. Cha đã tiếp cho chúng tôi sức sống và niềm tin và hy vọng. Mẹ đã cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào và chịu mến, dìu dắt chúng tôi từ khi chập chững biết đi đến lúc trưởng thành. Bao vất vả khó khăn đã hằn những vết nhăn trên trán mẹ, mưa nắng cuộc đời đã làm tóc mẹ, tóc cha pha xương. Chúng con dù đứa sống xa quê, cũng như có đứa còn ngược xuôi về đâu, thì mái nhà thân quen, nơi có cha có mẹ, vẫn đứng mong đợi những đứa con trở về. Dù chúng tôi có cuộc sống ấm no, thành đạt, thì đêm đêm, cha mẹ vẫn bồn chồn,
lo lắng. Kính thưa hương buồn bồ, kính thưa các cụ, không các bà, rồi ngoại, cô bác gần xa, nhận được tin cô nhà 2020 đã từ dương thế với quái thân hàng. Anh em chú cháu là hội đồng ngũ 27 tháng 2 năm 1992, Hà Tây là em của anh Trung, hội đồng ngũ của Hải Phòng. Tập trung tề tiệu về nơi đây trước linh cữu của cụ, đốt nén tâm hương, kính hướng như một cụ và chia buồn sâu sắc với toàn thể gia quyến. Trước linh hồn của cụ, xin phép gia quyến cho phép anh em chúng cháu để một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Tổ chức và đại diện nhà nghỉ hữu kia cho lại cảm ơn các quý vị đã bày tỏ cái gì đến sân sau. Vẫn không đi hết mấy lời
mẹ ru bao giờ cho đến mùa thu nghỉ. Đánh đu giữa rằm mà bao giờ cho đến tháng năm nghỉ. Thank you.
buồn nhớ mẹ ta xưa miệng nhai cơm bún lưỡi lửa cá xương. Trọn đời nhớ mẹ ta à. Thank you.
Thank you.
chỉ vì tương lai, vì cuộc sống ở trên thả đời. Mà cháu nay đang sinh hoạt ở xa nơi quê ở nhà bà ngoại ơi. Hai hàng bà ngoại ơi, ôi bà ngoại ơi, nó có nguồn thì ở sông kia mới chảy, hạt thóc vàng có gieo cây mới lên, có ông bà có bố mẹ ma chiến, mà cháu mới lên thân hạ người bà ngoại ơi. Tình cảm bà cháu mình nhà, cháu dung của bà cháu vọng về.
Con sinh hoạt ở nơi xa nay quê nhà, mẹ mất con cũng đã kịp về. Và giờ đây con than thở gọi mẹ mấy lời, mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, con là con gái phương của mẹ, con sinh hoạt ở nơi xa mà con nhận được điện tin mẹ mất, con thời thu xếp về ngay để trông thấy mẹ chỉ được con lần này nữa thôi. Mổ mẹ ơi, con
đời lang lũ vất vả lắng hạ mưa đông vì trong con bát cơm bát cháo quả cả mẹ no tuổi cao sức yếu mẹ lòa xòa bước đi con thương mẹ nước mắt tràn mi lòng con thương mẹ khi nhìn mẹ bước những bước đi nhọc mà nhằn con nhớ mẹ trong buổi xuân xanh, ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà lại lo bề nghi thất nghi gia cho sum họp chúc mai bạch đoá. Chúng con nhớ chữ cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn, nếp kiệm cần hằng đữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Mẹ ơi, cảnh gia đình đang hòa hiếu chung vui, đầy sân hòa quế, thì bỗng đâu một cơn gió cả chút bẻ nhành mai, làm hoa liều cây rụng cánh rối bời, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Chúng con những mong mẹ thêm trường thọ, dìu dắt chúng con khuyên nhủ nên người. Ai ngờ chăng lặng sao rời, mẹ vội về Tây Trúc. Mẹ ơi, chúng con đâu còn được gặp tán mẹ ngày xưa, đau xé lòng con từ nay cội nam cảnh bắc, ngày chày sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng bóng mẹ kính yêu thoáng hiện ngoài mành, tưởng đáng mẹ hiền đã về qua màn hương khói, hiền mai nắng rọi vào ngẩn ra ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi, nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một phút đời sao hóa. Đà thảm tuê đại á nữ nhầm mạ quy mã hóa nghi điên nhị huyện nhị thập hủ hóa nhật tuất á thời giờ mạ thoảng á nghi trung phận bộ an tăng đại nghĩa thang. Nghi đồng nghi công nghi sư nghi chân linh chiêm bảo tập nhi xá bao qua tăng quan khi nghi nghi quy nghi nhi quy minh giới hoặc y bằng trung trung âm triệu trục vũ nhi mộ tuy vân hoặc thế thượng nghi nghi ung đồ nhật tiết phong nhi giả tài nguyện hưởng bằng tự lực triệu tính ninh hồn giang phó ninh sản tiềm ân đáo ngạn duy nguyện nợ chứng niết bàn chi diệu hương hoa thế nhà thượng nai triệu thính kỳ bọc và trưởng nai triệu thính chân ngôn biên dương dị kính giao hữu hoa tỏa chân ngôn cẩn đường chỉ tụng nam mô ta đa mân đàm nhau tam mộ đà câu chi mật đã diệt thảo uống thiết nệ chủ nệ chuẩn đệ thả bà nam mô ta đa mân đàm nhau tam ma tát nhà
Hôm nay triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh dĩ kim tín chủ kiện cụ hương hoa đăng trả quả thực đô thân phụng viên nam mô ta và đa đăng hà đa và tô trì đế an tam bản đa tam bản đa ông nam mô ta đệ ta an tô đô 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 a na tô đô a na tô đô tha bà a vô hoặc nhân viên nhớ tiết cũng hòa thi và cứ chữ bộ vô trình bất toái bồ tát ban nưa niên đại tiếp dẫn thường kim giái đại thể hằng khai phổ nguyện đi trần ai nhất thiết vì pháp như mộng tứ bảo ư nhã ảnh nhã như thị ở tác như thị quan chữ ở hành vô thường thị sinh truyền truyền đã nghi ở dị ở tích truyền vi hạc chân đinh nhân chân bất ngoại nục trục đôn không vĩnh đoan nhân gian trinh tử căn trọn đôn hợp như nay bảo minh công ngài quan âm tác bản thế chi vi bằng bát đức chỉ trung đơn thời nặng cứu niên đại vạn nhập tiêu giáo thần tê thịnh vượng kinh chân ngôn cấn thương trì tùng bạt nhật tiết nghiệp tướng căn bản đắc trình trình độ đà na ni nắm mổ a di đà ba ta đa ta đa 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 địa na ta a ni ni đô ba ti a ni ni đa tất tham ba ti a ni ni đa thị căn nam đê a ni ni đa thị căn nam đa đa ti di đà đa na chi thế ca mẹ ta ba a nắm mổ a ni ni đô ba ti a ni ni đa tất tham ba ti a ni ni đa thị căn nam đê a ni ni đa thị căn nam đa đa ni ni đa na chi đế ca nệ ta và đẳng khai phổ nguyện đi trần ai nam mô niên trì hội thượng phật bồ tát ma tát nam mô niên trì hội thượng phật bồ tát ma tát nam mô niên trì hội thượng phật bồ tát ma tát nam mô bản chư thế ca mâu ni phật nam mô bản chư thế ca mâu ni phật nam mô bản chư thế ca mâu ni phật a di đà phật thân kim đắc tướng ngạo đan nghiệp vô đẳng vân bài thảo hiện truyền ngũ tu di a di đà phật nam mô 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 a di đà phật nam đại thế chi bồ tát nam mô thanh tịnh đại ai chúng bồ tát nam mô a địa thắng hóa vương bồ tát nam mô địa thắng 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 vương bồ tát nam mô địa pha cập pháp tư nhất thiết chúng trinh cộng nhập tỷ nư tinh ai hiệu pháp pha càng ngô phụng thượng đế chính nhất pháp tư kiêm tam giới đoạn tát thập phương yết duyệt trung thần tà ma trung quỷ phá hết vi trần thầy bảo vong nhân công công nhi khư hỡi vong linh tọa thượng mệnh thần lắng nghe phép phật hồn tự tinh có khôn thiêng thầy dẫn cho tất tạo hóa cho thông thỏa chưa mình vong ở trong lòng mẹ phật cho xuất thế chi tang kêu mang tay chắp nàng đông mênh mông chẳng biết nó ngày mãn nguyện mười tháng trinh ra có Phật tỳ nư ngồi hòa trực cửa rủi đồng Phật quả kinh động thần môn nồng mẹ bồn trộn đêm ngày no nắng trong lòng đau đớn dần dần đến giờ sinh vong ra đường cô giáo vong đi chẳng được có một bát nước phép Phật để dành phá cửa môn đình cho vong xuất thế nhờ ơn cha mẹ mới được làm người ra hình nhỏ thế đồng tương mỹ nghệ khai thiên môn nữ không thần tông phá thời xa địa với hồ nếu nhân gian tắc quỷ nổ xuyên quỷ tâm pháp quỷ thoại trong nước độc độc thủ đệ nhật ni hà đanh cúm phu quy phù quy phù quy cát trương đắc vô cấm kỷ cấp cấp như là đại trinh thì pha huyết tử thì phá càng tà ma ngoại đạo tốc tốc tiềm tàng đồng tộc quyên thuộc thỏa duyên trường cấp cấp như là đại nhờ Phật tinh nhời chơi tương ngỡ nghỉ trừ nhật tiết ca ma mi nhập và vô ngại đại thoát chi ở môn tắc thủ chứng bồ đề kim cụ rơi pháp và như ở hậu đệ nhất thu phát đại trí tâm cần tu nhật tiết thuật pháp đệ nhị tu phát đại từ nghi tâm cứu hộ nhật tiết trung trinh đệ tam tu phát đại nguyện nghi tâm tu đoạn nhật định bội tu trì hậu tâm trình ngưỡng nghi kiên ni có tu trì truyền chứng tân tâm phân minh định đại nhật đắc kỳ tận nghi nghi chi nhiễu chi thành phật vĩnh vô thoái xuất cô điệp biểu điệp cập phó nghi đệ tử đồng thị nạp trên nhòn thủ chấp tuệ thư quy mão niệm nhị nguyện nhị thập bát nhập thì điệp nghi chuyển nghi nghi thủ bồ đề tâm giới điệp trình nhất pháp sử thần tự trần đức trung cùng ai
đại bồ tát thành tâm bát nhã ma ha hòa ra thời nhớ khen ngũ uẩn tại công độ nhất tiết khổ anh xá thời tự tại bát trí không cùng bát trí đang trạng đức thị không cùng đức thị đã tổ thượng chúng sinh thông ly đại chúng nhân
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Tổ chức lễ tang, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý nữ khách gần xa, thưa gia đình tang quyến, nhận được tin cụ Đồng Thị Lập qua đời, nhận được lời mời và sự ưu ái của gia đình tang quyến, chúng cháu đoàn nữ kim nhà Hoa Đăng trường thôn cơ sở phục vụ nghi thức tang lễ trọn gói Đức Vườn cũng đã trở về đây, xin được kính gửi tới tang gia lời chia buồn sâu sắc nhất. Giờ này đứng trước ban thờ cụ, xin được thắp nén hương thơm tỏ tấm lòng thành, cầu chúc cho hồn cụ đời đời được thanh thản, an nghỉ nơi cõi vị thần. Và sau đây nghi lễ dân hương xin được
đồng công không được sáng hồn tương lai. Thương mẹ những bọn thân chân, áo mẹ sức chỉ sợ vai bằng họ. Vì đau thân mẹ hạ phương, vì đau chân trần mắt mở tay sông, vì mẹ đã sinh hạ xa em chỉ biết chung công. Cho nên mẹ sự hẻo gầy bỏ, những lần thay nghề xót xa, những lần sẽ rồi mẹ sinh xa từ người. Còn đức ấy chúng tôi xem bằng đại hải, những sinh thành con ví đường thái sơn cao. Vâng, và giờ này để tưởng nhớ đến công lao sinh thành giữa dòng trời biển của mẹ, đoàn thiên nhà xin được thay lời các con các cháu kính dâng lên mẹ ca khúc tên cha nghĩa mẹ. Thank you.
Một lần nữa, đoàn xin được chia sẻ những mất mát lớn lao của tham gia. Kính chúc cụ về nơi sự vào an giấc đà thu. Đoàn xin được cúi đầu vĩnh biệt. Chương trình chân thành cảm ơn đoàn nữ khách nhà khoa đăng đã chỉ thuộc cơ sở thủy thủ nghi thức nên đang chọn gói đức vương để đại tập đoàn đoàn nghi thức lễ dân hương đoàn là trân trọng thì các đoàn đã trở ra vị trí an toàn và đã trang điểm chuẩn bị đến nhà nghi thức đến là thứ chúa đau đớn thương thay mất đi thì mẫu tử và sầu nào nữ hương của ly tăng mẹ ơi tuổi hết tử trần gian về với gia đình suy mình tục lạc gọi cầu lai xin hạt có thiên dung hạt cặp trời xuân mây mù bóng hồ mẹ ơi sống trong cảnh cỡ cầu thảm thiết thương ơi còn nỗi đau vì hơn thế nữa mất đi tình máu từ gieo ngược như sầu cơ sự bóng đau gật đầu sáo sầy là những cảnh nặng mùi trong tâm trí gió khẽ trồi hương đã cơn sâu về họ trong sụp sùi ướt lè tuôn rơi mẹ ơi nhớ khi xưa tàn giờ cố đồ đời đạp bạc nhớ sớm no mới nhiều cuộc sống lần hồi mẹ đã chịu đủ đường giữa ruột chúng con đạt lý cứu thường lệ nước tình thương giữa nhà trôi lòi hồng mẹ ơi chúng con không biết lên trước lưng xà chúng con đã cần nhau mẹ thương con xa giết đêm dầu con nhớ mẹ khóc thầm lòng
nhận cái nhà khoa đăng là trường thuộc cơ sở thầy cô nghiên cứu việt nam tròn gói đức vượng đoàn thanh niên nghiên cứu lễ cao ra hoa đoàn kính thư toàn thể nhân dân và sở đây đoàn là nước kim nhạc khoa đăng trường thuộc cơ sở thầy cô nghiên cứu lễ cao tròn gói đức vượng đoàn xin phép và mời cùng là các quý vị quý khách đoàn trong pháp đoàn được vận động nghi thức lễ ra hoa trân trọng kính mời đoàn. Mẹ hiền ơi, mẹ ơi, ngày hôm nay mẹ đã xa đi. 92 bông hoa thắm mẹ để lại ngay cho đời. Anh chị em chúng con hôm nay được thể hưởng là nhờ công ơn của cha mẹ cả đời khổ đau. Vĩnh biệt mẹ, chúng con xin được khắc ghi lời chắc chốn sâu cổ. Mong người hãy yên nghỉ một vùng trời thiên. Hôm nay mẹ đã xa đi, chúng con cùng các cháu xin được dân gạt cảnh hoa tím người. Nghi thức lễ dân hoa, trường thuộc cơ sở phục vụ nghi thức tang lễ đất nước vườn, xin phép được bắt đầu. Vậy là chỉ hai năm một cõi đi về, trần sắc mẹ về cùng tổ tiên. Tâm xưa cách để đôi đường, mẹ đi núi đất đã xưa bỏ mình. Mẹ ơi, chúng con thu mẹ phúc hậu hiền lành. Chăm chăm cây lạy lội, chăm chăm cây tươi xanh. Còn mẹ thì vui cười cũng nhiều. Bây giờ mẹ mất, chúng con thờ nhận đầy. Ai làm gió buồn thắt bên, mà ai đi lên đường đau mẹ mẹ ơi. Mẹ ơi, khi bầu trời cho chúng con ngày một xanh, oh.
xa thay Phật, xa thay Hồ. Đồng mẹ về với đất Hồ Tâm. Hôm nay các cô, các trò trẻ mẹ phân xuất hạng xa, xa Hồ 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 Nghĩ thức lễ sân hoa của đoàn nữ nhà hoa chứ chúa cơ sở phục vụ nghi thức đa lấy tuyệt vời cũng đã được chuyên viên hòa thất. Một lần nữa, đoàn chúng con xin được cúi đầu nguyện cầu cho chúng con về đời đời được thanh thản, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chi bộ, chính quyền và đoàn thể, tổ dân phố hòa bình, tổ dân phố hạnh phúc là nơi cụ và các con của cụ sống và sinh hoạt. Kính thưa các vị đại biểu quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại và con anh chị em, tình nghĩa xóm phố, bạn bè thân bằng, cố gắng gần xa, các bậc gia đình, tình nghĩa thông gia, nên thông gia. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Đồng Thị Lập sinh năm Nhâm Thân 1932, cụ Nguyên Quán xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, nay cụ thường trú tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Cụ nay tuổi đã cao niên, mặc dù cụ đã được các con, các cháu, anh chị em gửi thân đêm ngày tận tình tìm mọi phương thuốc quý hiếm chăm sóc cứu chữa, dẫu rằng ai ai cũng cầu chúc cụ mong khỏi bệnh hưởng năm tuổi thọ để hưởng lạc sự đi nên của đất nước và quê hương, sống vui vầy bên các con, các cháu, các cha anh chị em người thân, họ hàng hàng hội, bạn bè thân hữu gần xa. Nhưng vì tuổi cụ đã cao, sức khỏe cụ suy kiệt, cụ không qua khỏi, trái tim nhân hậu bao la của cụ đã ngừng đập. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng là hồi 20 giờ 50 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 25 tháng 2 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 92 tuổi, được sự quan tâm, hoan hỷ của thầy trụ trì chùa Vĩnh Minh Tự và sự phát tâm của các quý vị Phật tử là hồi 11 giờ trưa ngày hôm qua 19 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão, đã có chút thời gian vàng ngọc đảo ra chung đây và lên khoa lễ tụng kinh, văn trinh, trì chú và trò liệu.
sau được sự thống nhất của gia đình cũng như loại bà ngoài tập vào hồi 12 giờ 55 phút đã cử hành lễ công niệm và nhập quan, sau là lễ phát phục, phát căn tang, lễ thành phục, đồng lễ viếng văn minh mục từ 13 giờ 35 phút đến 21 giờ cùng ngày. Đã sáng ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2023, tức là 29 tháng 2 năm Quý Mão, là hồi 7 giờ 40 phút ban tổ chức lễ tang long trọng cử hành trọng thể lễ truy điệu theo phong tục tập quán nghi thức của địa phương, tiến đưa cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Thiên hài của cụ được an táng tại nghĩa trang nhân dân phường Tràng Minh. Tiếp theo phần lễ truy điệu, cho phép tôi đại diện ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Hương, tổ trưởng tổ dân phố Hạnh Phúc, đại diện cán bộ và nhân dân tổ dân phố lên dâng hoa và thắp tuần nhang vĩnh biệt một công dân trong tổ dân phố. Trân trọng kính mời bà. Được, xin chân thành cảm ơn bài điều văn. Trân trọng kính mời bà. Thưa các vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Tràng Minh. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, ban ngành tổ dân phố Hạnh Phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, thân bằng, cố hữu gần xa, các ông bà thông gia, niên thông gia, tình cảm bà con, dân làng xóm phố và gia đình nhà hiếu. Vào đầu năm mới năm 2023, đảng bộ và nhân dân toàn phường đón một xuân mới vui tươi phấn khởi. Phường ta đã thu được nhiều thắng lợi, được thành phố tặng bằng khen, hòa chung với niềm vui đó thì phản tộc lại có một tin buồn đem đến. Nhận được tin, gia đình thông báo cho chính quyền tổ dân phố biết cụ Đồng Thị Ngập đã từ trần ra đi. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 29 tháng 2, tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố Hạnh Phúc cùng với phản tộc và gia đình long trọng tổ chức lễ cất đám, lễ an táng theo phong tục tập quán của địa phương để kiện đưa cụ về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang nhân dân phường Tràng Minh, quận Nghĩa Nam, thành phố Hải Phòng. Cụ Đồng Thị Lập sinh năm 1932 tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nay thường trú tại tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Tràng Minh, quận Nghĩa Nam, thành phố Hải Phòng. Cũng sinh ra trong một gia đình nông dân, cuộc sống dựa vào cây mua nước. Lúc còn nhỏ, cụ được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi lớn lên trưởng thành, cụ có lòng yêu nước đồng đảng, sớm giác ngộ cách mạng từ năm 1951 đến năm 1952. Cụ tham gia vào các cái phong trào đấu xung kích, chống phản. Xâm lược nước ta trong những năm đó cũng có nhiều thành tích xuất sắc, được nhà nước công nhận. Đến năm 1953 xây dựng gia đình, sinh được 10 người con, 5 người con trai, 5 người con gái, cụ cùng chồng tần tảo sống vô cùng. Hiện nay các con của cụ như hương bạc trưởng thành, có sâu có rẻ, trọng trách đầy nhà. Cụ là người phụ nữ trong lòng đảm bảo, sống giản dị đoàn kết với xóm phố, vun đắp cho gia đình và họ tộc ngày thêm đoàn kết. Trong gia đình cụ là người mẹ, người bà có lực. Lúc còn trẻ cụ tham gia vào các phong trào của địa phương và đóng góp đầy đủ các chỉ tiêu sống thuế của nhà nước. Cho tuổi ngày càng sức khỏe kiệt, lúc cụ năm bệnh tật, cận các bác sĩ
không, không có chăm sóc nữa, dạ đúng rồi. Cũng đã tạo thế quy kết vào hồi 20 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 25 tháng 2, cụ tuổi thọ 92 tuổi. Kính thưa hương hồng cụ, trong giờ phút biệt đi, cụ về với xa xăm, chúng tôi chân trên dương trần tử từ nay hóa mừng chuyện trò, còn đâu những nợ hàng bạc. Giờ đây địa phương mặt đi người công dân mong muốn, xóm phố mặt đi người nạn diện tốt hơn. Vẫn biết nào quy luật sinh não bệnh tử, sao lòng đau thương bạn chỗ cục. Giờ đây đang cùng một sự tâm chào hơn, cùng mất đi là một tổ phận quá lớn đau đớn cho gia đình con cháu, cũng là lần cuối để tiếp nước về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Bộ đại diện của đảng chính quyền ban ngành đoàn thể phường Tràng Minh, đại diện của đảng chính quyền ban ngành đoàn thể tổ dân phố, cùng các cụ các ông các bà họ nội họ ngoại, thân bằng cố tình gần xa, tình cảm thông gia liên thông gia, cùng bà con dân làng xóm phố và gia đình nhà hiếu, cầu chúc cho cụ được tiêu sinh tịnh độ. Tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố Hạnh Phúc một lần nữa xin được nhận diện. Tân chỉ ra chân thành cảm ơn qua đã trân trọng kính mời bà trở ra vị trí đó và tiếp tục cử hành trọng thể tuyên truyền điều theo phong tục tập quán nghi thức của địa phương. Giờ đây mẹ ở nơi đâu, biết đâu con mẹ tên thâu xa rời, nỗi niềm cứ thế đành vơi bên trang giấy trắng là ngồi nhớ mẹ, nghĩ về mẹ thọ già thọ lớn khi nơi con đất tả đồng ôm cuộc đời. Sáng nay là buổi tiên đưa tiếp dẫn linh hồn về cõi Tây Phương, hồn về âm cảnh lòng thư thái, người ở trần gian giả tiếp thư bóng hạc xe mây. Thưa các cụ, các ông, các bà, bà nội, bà ngoại, bà con thôn xóm phố, bạn bè thân mạng, cố hữu gần xa, chúng tôi đại diện gia đình xin được ghi tâm và gửi lời cảm ơn. Đây là ngoài xe, xe tới các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, địa phương, các bậc gia đình, nghĩa thông gia, liên gia và sự quan tâm đồng viên tình đối với gia đình tôi trong suốt thời gian qua, sự quan tâm vô hạn đến đây chắc chắn rằng đem lại cho mẹ anh chị em chúng tôi đồng viên thanh thản nơi vĩnh hằng và sự động viên lớn lao đối với gia đình tôi, và luôn cầu chúc cho mẹ anh chị em chúng tôi khỏe mạnh như mẹ anh chị em chúng tôi không qua khỏi để lại bao hình ảnh thương xót, không gì bù đắp nổi trong thời gian tổ chức lễ tang cho mẹ anh em chúng tôi, gia đình chúng tôi nhận được những lời thịnh tình động viên chia buồn kính viếng kính yêu mẹ anh em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được ngồi yên hòa đẹp. Tôi đại diện gia đình trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý khách, các cụ, các ông, các bà, bà nội, bà ngoại và anh chị em xóm phố, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, các bậc thông gia liên thông gia trở về gia đình đừng ngỡ tôi chia buồn để gia đình chúng tôi có dịp được cảm tạ
trong lúc tan ra cố rốt không tránh khỏi dư quyết mong được nợ thứ. Tôi xin thay mặt gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Từ đây trong lúc ông trưởng em từ đây con lời cảm tạ đến các vị đại biểu thứ hai các cụ ông các bà ban tổ chức thì nhận được tín hiệu phật đại đi cùng kêu là phòng tổ chức hành chính bệnh viện Nam Phổi Hải Phòng để thì đưa mọi người cùng trân trọng kính mời. Dạ xin cho thầy cảm ơn ông đã ra thank you.
cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau nón. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già lá sấp xa cây, lờ đau lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau ngươi gánh chính là con. Rời ra ngôi nhà mái ấm,
nơi bạn đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa bạn tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tâm. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đang chảy vào trong. Đến với lễ tang bà hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn, tiễn biệt người, trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn, nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hoàng cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp tướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất. Thank you.
đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ cùng người. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mang nhà, con chẳng còn thấy mẹ. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón tin, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng, đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm, như níu lại thời gian kéo dài buổi tiễn đưa bà về cõi hạ.
nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắm sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Đưa linh cữu mẹ ra nơi tĩnh địa, nghi trượng thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu dân làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa mẹ cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh mẹ hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón tin, mà lòng con sao vẫn nghèo. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm không còn ăn, lúc đi xa con quay về mãi mãi, con chẳng còn thấy mẹ đời con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sao vẫn. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào.
con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày, mặt trời nào
mặt bùi ngùi. Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui, cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay.
Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương, ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của bà sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn mẹ đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa, mẹ ơi, cứ như sắp đặt của trời, tang gia bối rối có người bảo ban lo cho mọi việc chu toàn. Biết bao tình cảm chứa chan tình đời, lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Trời đất an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Mẹ đau trời đất nổi tông, mẹ đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn mẹ già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thơm thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa nay đã trở thành cổ nhân. Cả đến ân tình lòng bỡ ngỡ, vời trong chín tầng mây phủ ba thước đất đẹp. Cảnh tình lai láng thương nhớ thảm thê,
Thế là mẹ đã về nơi tiên thất, âm dương ly biệt muôn lòng xót xa. Vắng mẹ già cạnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường quen, sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen mẹ về. Thế là hết mẹ đi, đi mãi, công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Mẹ ơi, con tìm mẹ tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người tình chung khôn sẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu bể cả khôn đăng, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Nghìn lần lạy mẹ, mẹ ơi, chúng con mong mẹ ngập cười ngàn thu. Người là hoa của đất, đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương đã ôm trọn người con yêu quý vào lòng, đưa con về với giấc ngủ thiên thu. Mẹ ơi, mẹ suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì chúng con mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi, lòng chúng con đau như xé, đâu ngỡ rằng bạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, còn cách biệt đâu nhìn thấy bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Đối với con công đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Mẹ ơi, tuổi của chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nỗi nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ.